Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đất nước Ethiopia và di chuyển vô một băng qua một cái cánh rừng sâu á. Bộ lạc có tên là Hammer, ngay tại phía nam đất nước Ethiopia của bác quý anh chị. Bộ lạc này thì có những cái tập tục rất là kỳ lạ, như là họ thích rét đất sét lên tóc, rồi họ thích làm tổn thương cái cơ thể của mình, là biến dạng cái cơ thể của mình bằng cách là tự gạch vào cái cơ thể của mình nè. Đó. Và cái bộ lạc này thì cũng rất là hay luôn của bác quý anh chị. Và tóc của họ lúc nào thì cũng bóng mượt, giống như là có dầu gội đầu hay gì đó. Nhưng mà không, đó là từ cái việc mà sử dụng đất sét họ trét lên đầu của họ. Ok, Chota, no, she's just joking, ok? You go, no problem, Chota. Hai, thế mà đấy lên. Họ không chịu. Ok, mà họ không chịu mình. Dạ. Barjoy me. Chada. Nam ai goiti. Goiti. Goiti gale payo. Tumhe anza tha inta. Ha a. Addis Ababa. Addis Ababa. Bộ lạc Hammer này có từ rất là lâu đời nha cô bác quý anh chị. Và cái quấy của họ mặc là những cái trang phục từ da của con dê. Now you can show her. Yeah. Cái cô này có vẻ khá là hứng thú khi mà cho mình quay phim và chụp hình. À, họ có một cái mái tóc vàng ống như thế này nè, được trét từ đất sét á cô bác quý anh chị. À, và đây là những cái dòng cổ trang trí. Và ok, có những cái dòng đeo tay từ da thú như thế này. À, rất là đẹp ha. Rất là vui vẻ. Và cũng như những cái bộ lạc khác thì trang trí từ những cái chiếc vòng như thế này. À, có những cái chiếc lông vũ của từ con vật nữa. À, ok. Ok. Rất là đẹp luôn. Bạn cô này đang có mang hay sao á? Và cô phe một cái lớp lông thú á. À, và tối đêm nay thì các anh em sẽ cùng cắm trại với bộ lạc Hammer này. Và là có điều đặc biệt là bộ lạc Hammer có một cái tục gọi là tục nhảy bò. Đây là những cái vòng cổ trang trí nè. À, tóc họ luôn ẩm ướt như vậy và trét đất sét lên tóc là một cái điều gì đó rất là coi như là làm đẹp đối với họ. Thì những cái gương á, những cái kiến là một cái gì đó nó rất là lạ và được nhìn vô cái camera thì rất là thích luôn. Con chơi lần già lần. Ok. Ala wa mersilinda malata godona sagna kasha kasha gubret gubagel gubba gubagel ya war sangara dana sa indano darsha ga sagnan anembulo naine tininda kakurumba tirko genna bulo naine Bralta ailomba malta genna kasha ine Yugumret 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 Baka Barjoy me Is kabr sut. So we keep going. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển tiếp. Ai donda Kalamba Goshenu
con sói ăn sa đê. Con sói ăn sa đê không ngã đồ lù, cô lù lù bu cha lại cha cana gì nọ nọ. Con sói ăn sa đê, ala wa mer sa đinh đà, mà là ta quá lù nọ sa gì nọ nọ, con sói ăn sa đê. Ở giữa một cái khu rừng rộng lớn như thế này, tiếng ca của những người bộ lạc đó, nó rất là thanh. Ở bộ lạc Hâm Mưa, có tên là Búa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển, tại vì các anh em cũng đang di chuyển đằng trước rất là nhiều rồi. Nhiệt độ ở Ethiopia dao động từ 30 đến 38 độ C của bác quý chị. Nhưng mà do là một cái vùng sa mạc á, bán sa mạc nên là nữ là rất là nóng, thiếu nước. Và nước là một cái tài nguyên thiên nhiên rất là quý đối với người dân Ethiopia nói chung và ở cái bộ lạc Hamber này nói riêng. Cuộc sống của họ giống như nguyên thủy, không thể tách rời ra với lại thiên nhiên. Và cuộc sống bán du mục của họ thì là một cái phần gì đó rất là hứng thú cho những người đến từ phương Tây. Cái cô ở đằng sau vừa đi vừa ca rất là vui. Cô cũng tỏ vẻ khá là lớn tuổi. Và đây là anh Degu. Degu. Degu xin chào. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Anh tỏ vẻ rất là vui luôn á mọi người. We are going now to the bull jumping ceremony of the Hammer tribes. Hammer tribe. Hammer tribe. Hammer tribe. Anh Degu thì quải theo những cái chai nước để vào cái bộ lạc này có thể uống được, tại vì trong đây rất là thiếu nước luôn. Để đi đến cái bộ lạc này thì các anh em phải băng qua một cái khu rừng, và tất cả ở đây là toàn cây la kim hết á, những loại cây mà nó ít cần đến nước. Và đây là hai con bò, và cái cây này thì cái tán rất là to, thân thì nhỏ nhưng mà nó ít cần nước. Và chẳng hạn như một số cây nữa như là cây xương rồng. Và đây là một cái con suối, vì cái mùa này là khô hạn nên con suối này nữa cũng đã cạn nước luôn rồi, trở thành một cái lối đi riêng. Phần lớn ở đất nước Ethiopia nói riêng và châu Phi nói chung đa số là cát và sỏi đá. Cuộc sống họ gần như là hoàn toàn tách biệt. Và đây là một cái con sông, giờ nước cũng đã rút cạn đi rồi và chỉ còn trơ lại là những cái bãi cát thôi. Được không? Được không? Gặp không? River yeah. Đây là một cái con sông nó chạy dài nè. Và đây là một cái người ta đào để kiếm nước, nhưng mà đào thì không có nước ở tại chỗ này. No water. No water. Sometimes they dig 2 meter down, then water comes. À, nó đã cạn kiệt nước luôn rồi mọi người. Nó bày lên chỉ là làm một con đường đi luôn. Đây là một người đàn ông bộ lạc Hummer. Cơ thể của ông thì khá là đen và ở trên đầu ông là có một cái lông vũ. Feather from duck. Duck. Yeah, duck. Yeah, đã bắt đầu sử dụng được điện thoại rồi nè. Yeah. Và đối với người đàn ông thì họ đeo rất là nhiều vòng. Những cái theo một số thông tin đó, những cái gì mà treo lên đầu của ông thì được gọi là một cái chiến tích, nhưng mà ở đây mình chưa thấy được cái gì. Nhìn rất là
lạ. Nhưng mình không hiểu ở đâu các ông sạc điện mình cái gì để cho cái điện thoại đó ha. Ok. Và mình có hỏi anh Dezu là cái anh nói làm gì sử dụng cái điện thoại đi, làm thế nào mà để mà sạc pin. Thì anh Dezu anh nói là muốn sạc pin đó là phải đi lên chợ, người Hammer này họ phải đi lên chợ. Và ở trên chợ nó có những cái nơi sạc thì cái người này sẽ sạc ké, chứ trong bộ lạc thì no không có cái chỗ sạc. No battery, no electric. No electricity. Cũng gần tới rồi mọi người. Cũng gần tới rồi. Và để được vô ngay tại cái bộ lạc này đó thì chỉ có những người như anh Dezu này mới có thể dẫn mình tới thôi. Nếu không có anh Dezu thì chắc có lẽ là không thể nào tiếp cận được cái bộ lạc này. Tại đa phần những người dân ở trong cái bộ lạc này họ rất là ngại khi tiếp xúc với người lạ, và đặc biệt là quay phim chụp hình. Thái gà. Hammer. Hammer, all hammer. Yeah. This hammer Travis boot jumping ceremony. Ở đằng trước có một số người. Bùi Hồ có nhận thấy là có một số anh phương Tây qua bên đây và kể cả người dân địa phương. Cái cảnh rất là đẹp nhưng mà khô cằn. Dezu? Ok. Bây giờ mình sẽ lên này. Ai. Hello. Đây. Đây là cái nơi của những người trong bộ lạc Hammer. Cơ thể đầy vết thẹo, và đối với người Hammer, việc mà những cơ thể càng nhiều vết thẹo thì sẽ càng đẹp. Đó là một trong những cái cách làm đẹp của Hammer. Ok. Anh Dezu anh có chia sẻ mình đó, đối với những người bộ lạc ở Hammer thì họ thích được những người phụ nữ, thích được những người đàn ông quất vào trong cơ thể, vì đó là họ quất vào trong cơ thể như thế này nè đó. Việc càng nhiều vết thẹo thì họ sẽ càng được cảm thấy được hạnh phúc hơn và họ cảm thấy rất là vui. So let me tell you one thing about the bull jumping ceremony. The bull jumping ceremony is done by, it's like a rite of passage. It's done by three tribes, Hammer, Banna and Karo tribes. So three tribes, they do bull jumping. So the main reason of bull jumping is from a rite of passage from childhood to manhood. So only in Africa that could be done in Ethiopia. No other place than the bull jumping. And it's done with three tribes. So before the bull jumping, there is like whipping ceremony, painting. Then finally, the boy is going to jump. So all the women, the reason they get whipped is because to show their love for the jumper, you know. To show their love, they get whipped. Ok, thank you, Dezu. Đây là những cái bụng của người Hammer và những cái lưng thì đang đầy cái vết thẹo. Khi mà những người đàn ông mà họ trong cái cuộc mà nhảy bò họ thắng, họ sẽ quất lên lưng của những người phụ nữ, và những người phụ nữ cam chịu như vậy và họ cho rằng đó là một cái điều gì đó để chứng tỏ một người đàn ông đã chịu và họ kiên cường.
Đây là tóc của người phụ nữ Hammer. Tóc của họ được trộn với Hammer. Tóc của họ bị trộn với đất sét. Hammer woman get married, she have và cái dòng trên cổ là nó cho rằng là họ đã được kết hôn, nên họ có đeo một cái dòng giống như là ở Việt Nam mình đeo nhẫn đính hôn vậy cô bác quý anh chị. Một cái điều khá là đặc sắc ngay tại bộ lạc Hammer này. You see, unmarried woman, they don't have this one. This is like a ring, you know, when you get married. Especially first wife will be like this, three. Second wife only two. This is for first wife, this is for second wife. Cồng chiêng được đeo từ cái đôi chân của người bộ lạc Hammer, nó làm vang động cho một tiếng khu rừng. Những tiếng đây là một cái nghi lễ rất là hiếm gặp. Tất cả các toàn bộ phụ nữ thì tham gia một cái lễ này. Mình cũng không hiểu là một cái lễ gì lắm, nhưng mà họ rất là hay, cảm thấy rất là hay luôn, rực rỡ màu sắc ha. Thank you.
khi đang nhảy thì hình như có một cái tín hiệu gì đó từ đằng xa kia, và một số người ở trong bộ tộc Hammer này di chuyển. Họ luôn để một cái lưng trần, họ chỉ che lại cái phần cơ thể ở ngực thôi, vì họ cho rằng cái lưng là một cái điều gì đó rất là hãnh diện và đẹp đẽ đối với bộ tộc Hammer này. Và cô bác quý chị có thể thấy là họ chỉ che lại cái phần ngực thôi, và họ luôn khoe cái phần lưng đó, họ luôn khoe cái phần lưng với nhiều vết hẹo, vì họ cho rằng càng nhiều vết hẹo thì sẽ càng đẹp. Có những người đây, những cái vết hẹo đây. Những người đàn ông đang dùng những cái cây quất vào cơ thể những người phụ nữ, và họ được mong được những người đàn ông quất vào để tạo những cái vết thẹo trên cơ thể của họ, và cho rằng đó là một cái gì đó rất là hay trong những cái hình ảnh khá là nhạy cảm. Một cái cây rất là dài, và họ muốn được những người đàn ông quất thật mạnh vào cơ thể của họ, và thậm chí là họ năn nỉ luôn mọi người. Một cái tiếng âm thanh rất là lớn được phát ra từ cái đoàn người ở trong này. Có nghĩa là họ xin những người đàn ông hãy đánh họ đi, không đánh thì họ cảm thấy rất là buồn. Whipping, later dancing, then later on we walk there and then jumping, bull jumping. Yeah, jumping là có nghĩa là nhảy, cô bác quý anh chị. Và anh này anh nói với lại Bùi Hồ rằng ở đây là có một cái vẽ lên mà nhờ vẽ lên những cái phấn trắng lên cái mặt như thế này. Yes, okay. Yes, painting. Và painting. Yeah. Và painting là vẽ đó cô bác quý anh chị. Và ngày mai thì sẽ có một cái lễ hội gọi là nhảy jumping. Bò. Nhảy bò của những người đàn ông ở trong cái bộ lạc Hammer như thế này. Rất là hay cô bác quý anh chị. Ok. Ok, 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 yes, yes. Yeah. Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem những người đàn ông trong bộ lạc Hammer. Họ đang lấy nước họ uống. Họ mới đào một cái vũng nước này, họ lắng cặn và họ lấy nước họ đem lên cái bộ lạc họ uống. Đó là một trong những cái cách mà người dân Hammer họ sinh tồn. Những người đàn ông Hammer thì ở trên tay họ đeo rất là nhiều những cái vòng trang trí rất là sặc sỡ. Một cái phong tục còn rất là lạ, và cảm thấy có một điều gì đó khá là lạ khi mà họ cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia. À, họ chen dành nhau những cái cây được hái từ trong rừng, và người nào càng dành được nhiều cây thì người đó sẽ được những người đàn ông trong bộ lạc Hammer sẽ quất càng nhiều, và đó là một trong những cái điều họ rất là thích. Ở đây là những cái cây rớt xuống nè.
Đây là những cái cây gôi khi mà họ quất xong á, họ sẽ bỏ lại như thế này. Còn cái cây này quất vô cơ thể thì nó sẽ nổi những cái lần máu. Và cái cơ thể của họ khi mà được quất á, thì họ sẽ băng bó lại bằng than và tro ngay tại bộ lạc này. Cơ thể của bạn này, trong khi những người đàn ông ở những người phụ nữ ở bộ lạc Hammer đang muốn được những người đàn ông quất vào những cái cơ thể của những người. Trong khi dưới kia những người phụ nữ muốn được những người đàn ông quất vào thân thể của mình, thì ở đây những người đàn ông họ đang chà một cái chất gì đó từ phấn và họ sẽ thoa lên mặt của mình. Đây là một điều gì đó thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thật là may mắn khi ngày hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại Ethiopia và được tham gia lễ hội cùng với bộ lạc Hammer, một trong những cái bộ lạc Nam Ethiopia của bác quý anh chị. Và đây là những người phụ nữ Hammer, sau khi tham gia một cái lễ hội xong, cơ thể của họ càng nhiều vết thương thì họ cho rằng đó là càng đẹp. Đối với họ, cái đẹp là được ở trên lưng, được nhiều người đàn ông quất những cái đòn gôi vào cơ thể của mình. Và đây, trước khi kết thúc đoạn clip này thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị về một cái tục lệ độc đáo rất hay của một bộ lạc Hammer. Ok.